quý vị, bây giờ là 14 giờ và tôi đang có mặt tại đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì do cơn mưa kéo dài từ tối hôm qua đến sáng hôm nay cho nên là lượng nước đổ xuống cái con đường này rất là nhiều và tình trạng ngập rất là sâu ở khu vực này. Và người dân ở đây thì đi lại vô cùng là khó khăn. Ví dụ như là các phương tiện đi học, đi làm thì hay bị cái tình trạng là chết máy. Và để biết thêm những thông tin thì mời quý vị đến với cuộc phỏng vấn với anh. Thưa anh thì hôm nay thì mình nhập cảnh thế này mình đã đến việc đi lại buôn bán như thế nào ạ? Mưa thì nó ngập rất là cao như vậy đó. Thì di chuyển tất nhiên là nó sẽ rất là khó khăn. Đó, em cũng thấy mưa ngập rất là lâu, rất là nhiều. Đó, thì cái tình trạng ngập này là nó có từ rất là lâu lắm rồi đó, mà cứ mưa là ngập, lớn nhỏ gì nó cũng ngập, thì mưa lớn thì nó ngập nhiều. Thì em cũng thấy là mưa như vậy thì buôn bán rất là khó khăn, khách khứa đi tới đi lui thì nó bất tiện nên thành ra buôn bán rất là khó khăn. Tình trạng ngập này không những ảnh hưởng đến những phương tiện lưu thông trên đường mà còn ảnh hưởng đến các hộ buôn bán. Tình trạng ngập, ngập sâu, ngập nặng thì có thể là việc buôn bán có trở nên ế ẩm. Hiện tại thì cái dòng phương tiện đổ ra vào lúc buổi trưa này rất là nhiều và kéo dài, và có những phương tiện đang bị chết máy. Đây là ngày thứ ba liên tiếp thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn và hiện nay thì mây dông đang phát triển và do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên có trục khoảng từ 12 đến 15 độ vĩ tuyến, gây mưa trên hầu hết các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ, trong đó có khu vực thành phố Hồ Chí Minh tập trung ở phía Nam. Trong hôm nay thì các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và có mưa rất to và kèm theo dông. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì có nguy cơ ngập nặng. Là giờ tan tầm vào buổi trưa cho nên là rất đông cái lượng phương tiện đổ về cái tuyến đường này, và như quý vị đã thấy thì các phương tiện di chuyển vô cùng là khó khăn, có những phương tiện lại bị tắc và chết máy tại khu vực. Thấy là phía sau lưng tôi thì có những cái chiếc xe tải đang di chuyển không được bởi vì ngập quá nặng cho nên là phải dừng lại, khiến cái tuyến đường phía sau tôi đang bị kẹt. Để chặn những cái dòng nước đi vào phía trong nhà thì các hộ dân nơi đây thì đã chặn bằng những cái vật dụng cao và các những cái bao để có thể là ngăn dòng nước không có thể tràn vào nhà. Dự đoán theo cái khí tượng thủy văn vào hôm nay thì lượng mưa ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở nên là lớn và có thể là nguy cơ tại các tuyến đường khác ở thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như quận Gò Vấp, quận 12 sẽ có tình trạng ngập nặng.
vị để biết thông tin chi tiết về tuyến đường ngập và cũng như là các con đường ngập tại thành phố Hồ Chí Minh thì mời quý vị theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống vào 17 giờ tối nay ạ.